À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các em đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa của bộ sách ngữ văn 8 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành là bài 4, tiếng cười trào phúng trong thơ. Nội dung thực hành của chúng ta sẽ là bài đọc một số giọng điệu của tiếng cười trong thơ trào phúng. Ở đây chúng ta sẽ chú ý cho cô một số câu hỏi trong phần sau khi đọc. Chúng ta có tất cả là 5 câu hỏi. Cô sẽ hướng dẫn cụ thể từng câu để chúng ta có thể định hướng tốt nhất khi mà chúng ta trả lời. Câu hỏi số 1 chúng ta chú ý yêu cầu câu hỏi. Đối tượng miêu tả thể hiện của văn học trào phúng là gì? Văn bản đã nêu những đối tượng cụ thể nào mà tiếng cười trào phúng thường hướng tới? Chúng ta hãy đọc kỹ yêu cầu câu hỏi và có thể định hướng trả lời tốt nhất nhé. Thứ nhất là đối tượng miêu tả thể hiện của văn học trào phúng là gì? Cô gợi ý cụ thể như sau. Đối tượng miêu tả thể hiện của văn học trào phúng là những thứ không trọn vẹn, không hoàn hảo của con người, của cuộc sống. Yêu cầu thứ hai ở đây đó là văn bản đã nêu những đối tượng giọng điệu của tiếng cười trong thơ trào phúng là hài hước, mỉa mai, châm biếm, đả kích. Chuyển sang câu 2 ở trang 91 sách giáo khoa ngữ văn 8 tập 1. Văn bản đề cập đến những giọng điệu nào của tiếng cười trong thơ trào phúng? Hãy chỉ rõ dấu hiệu để nhận biết từng giọng điệu. Ở đây có hai yêu cầu rất là rõ ràng, chúng ta hãy chú ý cho cô. Yêu cầu thứ nhất chúng ta cần giải quyết được đó chính là một số giọng điệu ở thơ trào phúng được đề cập trong văn bản. Đó chính là hài hước, mỉa mai, châm biếm, đả kích. Dấu hiệu để chúng ta nhận biết từng giọng điệu đó chính là hài hước là cách đùa cợt nhẹ nhàng cùng những yếu tố khác lạ, phóng túng, phá vỡ các khuôn khổ quen thuộc. Mỉa mai, châm biếm là những yếu tố vô lý hoặc thiếu logic, đảo lộn trật tự thông thường, tạo nên tiếng cười phê phán, thanh lọc những thói xấu như thói tự mãn, kiêu căng, đạo đức giả, keo kiệt, vân vân. Đả kích thì mang giọng điệu phủ nhận gay gắt đối tượng, thể hiện quan niệm nhân sinh, đạo đức của tác giả. Mình cùng chuyển sang tiếp câu hỏi số 3, trang 91. Trong các giọng điệu của tiếng cười ở thơ trào phúng mà văn bản đề cập đến, em cảm thấy thích thú với giọng điệu nào? Vì sao? Câu hỏi này chính là câu hỏi dành cho lựa chọn tự do của cá nhân mỗi người. Thế thì các bạn thích giọng điệu nào trong tiếng cười ở thơ trào phúng? Thì các bạn hãy cứ đưa ra cái sở thích của mình. Tuy nhiên chúng ta cần chú ý cô, chúng ta cần phải trả lời được vì sao chúng ta lại thích thú với giọng điệu đó nhất. Cô gợi ý một cái định hướng như sau. Trong các giọng điệu của tiếng cười ở thơ trào phúng mà văn bản đề cập đến, em cảm thấy thích thú với giọng điệu mỉa mai châm biếm vì giọng điệu này dễ làm người khác ấn tượng và dễ làm người khác thấy được những cái sai trái, những mặt xấu của vấn đề, từ đó có tinh thần khắc phục, rút kinh nghiệm. Chuyển sang câu số 4 nằm ở trang 491. Trình bày cách hiểu của em về nhận định tiếng cười trong văn chương nói chung, thơ trào phúng nói riêng thật phong phú và đa sắc màu như chính cuộc sống. Tiếng cười ấy thật cần thiết để đẩy lùi cái xấu, hướng mỗi con người đến những giá trị cao đẹp hơn. Nhận định này khá là dài, chúng ta cần đọc kỹ, đọc nhiều lần để chúng ta có thể nêu rõ cách hiểu của mình. Hai câu văn trong nhận định thì sẽ là hai câu định hướng nội dung khác nhau. Cô sẽ gợi ý cụ thể cho chúng ta để chúng ta có thể xem lại cách định hướng của mình liệu đã đúng, đã chuẩn hay chưa. Thơ trào phúng mang đậm màu sắc cuộc sống, phản ánh được những góc trần trụi của cuộc sống. Thơ trào phúng thì thường dùng tiếng cười để xây dựng tư tưởng, tình cảm cho con người, chống lại cái xấu xa, lạc hậu, thoái hóa, dởm đời hoặc để đả kích, vạch mặt kẻ thù, đánh vào những tư tưởng, hành động mang bản chất thù địch với con người. Thơ trào phúng vạch mâu thuẫn của sự vật, mâu thuẫn giữa cái bên ngoài và cái thực chất bên trong để làm cho người đọc nhận thấy sự mỉa mai, trào lộng của sự vật là cách làm chủ yếu của thơ trào phúng. Cho nên, thơ trào phúng thường sử dụng lời nói phóng đại, so sánh, chơi chữ dí dỏm hay lời nói mát mẻ, sâu cay. Đó là phần hướng dẫn rất chi tiết cho câu số 4, cũng đã đáp ứng được yêu cầu câu hỏi, đó là nêu cách hiểu về nhận định. Chúng ta chuyển sang câu cuối cùng trong phần này, đó là câu số 5, trang 91.
Vận dụng tri thức từ văn bản, một số giọng điệu của tiếng cười trong thơ Trào Phúng, em hãy cho biết hai bài thơ Lễ Xướng Danh Khoa Đinh Dậu và Lai Tân sử dụng những giọng điệu nào của tiếng cười Trào Phúng? Ở đây chúng ta chú ý cho cô những giọng điệu của tiếng cười Trào Phúng được sử dụng. Với hai bài thơ Lễ Xướng Danh Khoa Đinh Dậu và bài Lai Tân thì sử dụng giọng điệu là châm biếm, đả kích. Phần hướng dẫn cho câu hỏi vừa rồi thì cũng đã khép lại bài học ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi bài học. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.